Ôi bà né nợ đi. Ôi bà né nợ đi. Bà né nợ đi. Bà né nợ. Nhường anh đi. Nãy giờ anh nhường em hết rồi, nhường anh đi. Ôi ôi cái mỏ. Ôi ôi. Cái này là nó ngay ngã tư nha mấy bạn. Đó, nó ngay cái ngã tư chính của Miền Đông nha. Tôi mai rồi. Ủa xong rồi. Và đây là thành phẩm. Đi thôi. Ăn sao? Rồi ăn sao? Hả? Rồi ăn sao? Ê, ăn mình nha, tôi thấy đủ mới. Không biết có nên ăn tôm hùm không heo? Hello. Shrimp. Nên không heo? Không luôn hả, tôm hùm cũng ăn nữa hả, nãy giờ. Cơm hoài, cơm mập à. Trời, cái này nó ngon quá, tôi năn nỉ bà ăn đi nè, bà heo. Thử không? Ủa, người Việt bán kìa. Cho em một nhiều ngọt của người Việt bán hả? Trời đất ơi, tên gì, tên gì? Em chào anh từ lấy giờ rồi. Em là ở đâu, quê ở đâu? Hà Nội à? Trời ơi, sang đi lập nghiệp à? Quê Sơn Tùng à? À, là Thái Bình. Rồi, cái này là gì nhỉ? Là thời chi à, thời chi à? Thời chi cố ghi. À, thật cố ghi, lộn. Thời chi là heo. Rồi, tao thử một lần coi. Làm cái mới đi nè, làm cái chiên này mới nóng giòn nè, được không? Ừ. Ít gà thôi, anh ăn cho biết thì thôi chứ ăn nhiều món lắm. Vẫn là một hộp. Ừ, để dành bán cho người khác. Không sao, trời ơi, tôi đâu ăn hết đâu, phí. Vô tình gặp một việc bán đây nha. Mai mốt có gì là ủng hộ nó nè, đây nè. Cái gì đây nè? Minh Động. À, Minh Động là tên của khu này, Nhân Đồn. À, no spicy. Ê, tôi thích spicy được không? Phải no spicy mới được hả? Ờ, đó. Anh thích ăn cay có cay. Chiên xong rồi mình làm sốt lên nha quý vị nha. Rồi. Trời ơi, chết, mới chết. Cho tôi một cục ít sốt nha. Đó, mày mốt kiếm nó mua nghe quý vị. Mày đừng đổi màu tóc không mày. Thôi khán giả kiếm không ra mày ra. Rồi đủ rồi, để dành bán người khác. Đúng rồi, vợ chồng phải ăn cay nhiều. Rồi, quá rồi. Trời cay rồi đó. Sốt cheese đó. Cheese. Rồi xong. Thử nha. Mới chiên giòn. Ê, cái cheese ngon em ơi. Đẩy cái sốt cheese cho nhiều heo ơi. Ngon. Rồi, ok. Bye em, bye bye hai người nha, bán bắt nha. Ngay đây nè quý vị. Ngay cái tòa nhà này nè. Đối diện Zara nha. Đối diện Zara của Miền Đông. Ngon không? Ngon, rất ngon. Nè, cái mỏ nè. Ôi ơi, má ơi. Cạn tàu ráo máng. Trời ơi, mặt đáng thương kìa. Làm gì không biết kìa. Đó, bỏ khăn giấy vô luôn. Rồi, hết ăn. Đó. Suốt gì, từ nãy ăn chưa đủ nè. Ăn có chút xíu hết mẹ cái lon của người ta. Tôi quay qua quay lại, tôi lo quay không.
hết mẹ cái lon của người ta. Ôi ôi cái mỏ. Ôi ôi. Nó đi. À, sao được ăn này? Cái này ngon nha. Cái bánh này ngon á. Mua cho em đi, mua cho em đi. Nó có mùi gì? Red bean. Sweet potato. Cái này là Nutella. Banana and cheese. Ok. Ấm mày ổ. Rồi lấy cái này. Gì có? Có cách nào cho nó? Đi đi. À, new one. Cái gì? Người Việt nữa hả? Này người Việt nữa hả trời? Hú hồn vậy? À vậy hả? Vậy thôi cho anh banana đi. Sao lại đây này? Ôi banana đi. Ôi đi. Banana đi. Banana. Nhường anh đi. Nãy giờ anh nhường em hết rồi, nhường anh đi. Banana đi. Tin luôn. Rồi, ok chưa? Rồi đủ rồi, đủ rồi. Chưa chưa phải không? Đừng có cãi người ta. Ta để người ta nướng đi. Chứ chưa. Đây đây đây, được để tôi để đẩy vô coi. Còn không? Sao? Vô không? Chết mày chưa? Bờ né nè. Lấy tiền mới kém. Thôi mày khùng quá, mày lấy tiền đi. Qua đi bán luôn khổ cũng chết nè, bắt tay nè. Rồi, lấy tiền đi. Đi lấy đi, tặng mày luôn đó. Thôi giữ đi. Merry Christmas. Cảm ơn em nha. Cái tiệm đó là ngay đây nha quý vị, ngay cái mà Holika nha. Đó, thằng nhỏ nó đứng đây nó bán nè quý vị. Đã qua ủng hộ nó người Việt bánh con cá nha, ngon hú hồn. Ê con mẹ kìa, sơ hở cái hồi hết cái bánh lên đi à. Quý ơi, trả cái gì đây?